I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. Good morning, chào mọi người. Hôm nay mình và mọi người đi đến shop shop này là shop gì bác nhỉ? Làng hàng hiệu. Là hàng hiệu nước Anh các bạn nhé. Ngoài trời mưa khá là to và nhiệt độ thì tầm khoảng 6 độ C nước Anh. Tầm mùa này thì mình và các anh chị ở đây hôm nay chuẩn bị làm gì? Để rồi thì đi shopping ở cái làng chơi ở đấy. Ở ngoài thì đang có rất nhiều các bạn. Hello, chào tất cả các bạn. Thì mình vừa đến chỗ khu mua sắm hàng hiệu. Mình và hiện tại mình và anh Brian đang đi đến Chester gần chỗ Liverpool các bạn nhé. Ngoài trời thì đang rất khá lạnh nhưng mà hai anh em vẫn là thời trang hả? Thời tiết hả? Thì bây giờ là khoảng là 12 giờ rồi. Thì mình và anh Brian sẽ lên kế hoạch mua đồ ngày hôm nay để tặng quà cho Giáng sinh em. Một quà Giáng sinh cho mọi người. Và mọi người hãy cùng trải nghiệm với mình và anh Brian nhé. Yeah. Đây có thể là một cái thao người ta quay lại những cái shop như hàng nổi tiếng này, Tommy Hilfiger, Hilfiger này, Giant, Dior, Gucci này, LV này. Ở bên này thì mùa dịch thì người ta cũng là cấm hạn chế rồi thì mọi người có thể ra đường. Nhưng mà người ta vẫn tuân theo là đeo khẩu trang. Nhưng mà mình các bạn đã thấy thì mình có một số người đeo khẩu trang, có một số người thì không. Nhưng mà người thấy thì họ xây dựng ở khu cái làng này cực kỳ là đẹp mà cực kỳ là bắt mắt. Mà đặc biệt là trong mùa Giáng sinh này là rất đông người đi shopping nhá, và người ta sẽ mua đồ để tặng quà. Hôm nay là ngày chủ nhật thì là trước Giáng sinh 2 tuần thì hầu hết mọi người dành thời gian hôm nay để mua đồ để tặng quà Giáng sinh cho mọi người, những người thân, bố mẹ hay là anh em. Mình đây là mình lần đầu tiên mình đến khu khu shopping này, rất là rộng các bạn nhé. Chắc là phải đi hết một ngày thì mình mới hết được. Ở ngoài trời thì bây giờ chắc khoảng 5 độ C các bạn nhé, nhưng mà không có tuyết. Đây Gucci các bạn nhé, đồng hồ Gucci. Bây giờ mình vào xem gì chứ? Năm bạc, năm ngàn bạc. Vâng, vâng, hết rồi. Stormy seas, oh, you meant the world to me. Mình bây giờ mình vào mấy cái hãng quần áo đi. Adidas này. Adidas này. Các bạn có thể thấy là Adidas đang xếp hàng cực kỳ là đông. Invisible.
Bây giờ mình vào shop giày à. Này thì mình đang chọn mua đôi giày. Ryan đang trong shop Polo. Hình như anh ấy bảo là Polo là của Ba Lan nhỉ? Hàng Polo nhìn đẹp lắm nhỉ? Hôm nay tất cả mọi người sao? Hôm nay bảo tất cả mọi người sao? Bây giờ tìm cái áo khoác nhá. Nó có tầng 2 không nhỉ? Mấy cao mà đi về đẹp. Nhưng mà chắc không ham nên là được ấy. Ít cao như thế này này. Nó cao này một tí. Ủa 500 mấy cơ. Nặng áp. Nặng áp. À được đấy. Được kiểu vậy này. XS đúng rồi. Nếu mà ớ nó là được. Ủa, mà thế. Được ra đủ rồi. Chị nhé. Ok. Trăm. 50 đồng. 105 chứ. 5 đồng quất luôn. Quất luôn. Quất như ngựa bác. Follow mà. Ui áo này dài này. Nhìn sướng nhờ. Quất luôn. Ui. Chất liệu sướng này. Chất liệu sướng này. Đấy, áo đẹp chất liệu dùng sướng thật đi vừa mát mà nó mềm mại mà nó giãn này bó người cực kỳ đẹp luôn. Sơ vinh vào mặc quần Âu cũng được, mặc quần bò cũng được, không áo trắng mà chắc nó không hợp à, khi mà không hợp là có rồi, mình phải thay kiểu loại khác, đừng mặc áo trắng nhiều quá. Mắc thử các bà không? Ơ vừa đấy. Ờ to. Mặc nếu mà mua một cái nữa thì giảm được 20%. Có như bây giờ tìm quần bò cho bác là 3 cái là được giảm đấy, thế thôi. Thời gian kìa. Có mua nhiều chưa?
Ôi dồi ôi. Chọn cái áo này, này. Đấy đó. Áo đẹp lắm. Chất kỳ luôn. Chất. Cái này này. Áo sơ mi. Chất luôn, mát. Cho anh mày cái gì? Không, hai đó. Ừ. Cái mặc polo làm gì đâu. Nhiều áo sơ mi đấy rồi mà mua làm gì nữa. Nhưng sơ mi trắng, sơ mi đây là sơ mi. Màu đấy có rồi mà. Họ biết. Cái này có chưa? Màu xanh đấy có rồi. Có hai cái màu xanh này rồi. À chết không? Cục đẹp. Đẹp luôn. Màu đen này á? Không màu khác. Cái màu xanh này xanh xanh. Ở đây không? Cái gì? Đây là hàng nhà đẹp đây. Sáng à? Sáng à? Hay thì mặc vừa làm sáng em. Hay làm cho mặc vừa, làm cho mặc đâu? Do mọi người được cái mẹ không mặc thì bố đâu ạ. Màu nhìn khô lắm. Màu nhìn khô lắm. Này này. Mọi người đang mua đồ cho cả nhà. Cho màu khác đi, cho màu khác đi. Không không. Thế rồi. Không fit mà. Không fit mà. Đấy fit mà. Bác còn tới đâu? Tới đâu thì tới đây thì nó rộng, rộng hơn ta một cân nói chứ. Bây giờ là đây cơ, nếu mà chọn này đó là này. Và bây giờ mình sẽ kết thúc một ngày shopping ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Và xin các bạn hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách like, bấm share và subscribe cho mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại.